Chào các bạn, trên tay mình đang cầm hiện tại là cái điện thoại Samsung Galaxy A50s các bạn. Máy này thì mình xài, mình mua cũng khoảng 10 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ có một số cái chia sẻ về cái điện thoại này, cái nào hay cái nào dở mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết ha. Đây là mặt sau của máy này các bạn, một số cái thông tin. Rồi bây giờ để mình khui hộp bên trong. Bên trong này nó có sách hướng dẫn các bạn. Trong hộp thì nó có tặng kèm cho mình một cái củ sạc. Sạc này sạc nhanh các bạn, nhưng mà nó chỉ có 2A thôi. Sạc nhanh 2A. Một cái que chọc sim. Một cái dây cáp. Dây cáp và một cái tai nghe nha các bạn. Dây cáp và tai nghe. Rồi một cái khăn lau màn hình. Rồi giờ mình bỏ cái này qua một bên. Đây nhân vật chính của mình đây. Máy nó có tặng kèm theo cho mình cái ốp lưng đó các bạn. Nhưng mà tại mình sợ nóng đó cho nên mình lấy cái đồ mình đục vậy nè cho nó mát nè, nó hơi xấu nữa các bạn. Nhưng mà nó sẽ mát cái máy. Đây A50s này các bạn. Mặt kính của nó, cái mặt sau của nó là bằng nhựa nha các bạn, nhưng mà nó có hiệu ứng cái chuyển đổi màu á. Đây mặt trước của máy. Bên cạnh bên phải á, thì nó có phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Cạnh trái thì nó có khe cắm SIM và thẻ nhớ. Phần bên dưới thì có cổng sạc USB Type-C, lo và một cái jack cắm tai nghe 3,5 ly. Phần trên đỉnh máy thì nó có cái mic phụ các bạn. Rồi đây mình sẽ nói sơ về cái cấu hình của máy. Máy này thì hãng Samsung thì nó có cái lợi thế các bạn là cái màn hình của nó đẹp và sắc nét. Thường thì nó hay trang bị màn hình Super AMOLED đó các bạn. Màn hình của nó đẹp và sắc nét lắm. Màn hình Super AMOLED, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Màn hình của máy này rộng 6,4 inch, mặt kính cong 2,5D, không có kính cường lực nha các bạn, đây là mặt kính cong thường thôi. Độ phân giải của camera thì 48MP, phụ 8MP và 50MP. Đây, 3 camera sau các bạn, 3 camera sau, 48, 8 và 5, quay phim 4K luôn nha các bạn. Mình quay phim bằng camera sau thì chọn mặc định. Yeah. Camera trước thì độ phân giải là 32MP, camera tự sướng 32MP. Các cái chụp ảnh nâng cao thì nó có lấy nét theo pha 6 phong góc siêu rộng, tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện gương mặt, chụp toàn cảnh và làm đẹp. Nói chung camera của mấy cái dòng Samsung mà nó nhiều chấm, số chấm nó nhiều thì nó hỗ trợ các bạn đầy đủ hết. Con này được cài hệ điều hành Android 9.0. Con chip của nó sử dụng là chip Exynos 9610 8 nhân. Nhưng mà nó chỉ có 4 nhân 2,3GB thôi, còn 4 nhân 1,7GB. Chip đồ họa thì Mali G72. RAM và ROM của nó lần lượt là 4 và 64 nha các bạn. Bộ nhớ trong được 64GB. Bộ nhớ khả dụng còn lại của nó tầm khoảng 45GB các bạn. Có hỗ trợ kết nối 4G. Wi-Fi, Bluetooth, GPS đầy đủ, có cổng sạc Type-C. Trọng lượng của máy thì nó đạt khoảng 169g. Máy này cũng tương đối nhẹ nha các bạn. Hãng Samsung thì nó cũng hay cái là nó làm cái những cái máy điện thoại của nó nhẹ, nhưng mà có điều mình cũng không thích là tại vì cái diện tích cái mặt trước của nó các bạn, cái màn hình của nó quá to. Cái máy này các bạn để vào trong cái túi quần thì nó cũng hơi khó chịu nha. Máy mà các bạn muốn để trong túi quần mà dễ đi đứng dễ thì màn hình nó tầm khoảng 6 inch đổ lại các bạn thì nó rất là dễ nha. Còn màn hình khoảng 6,5 inch á, 6,4, 6,5 inch á thì để vào túi quần rất là khó nha các bạn. Cho nên mình mua cái máy này mình để vào túi quần không được. Pin của nó được trang bị viên pin LiPo 4000mAh. Nó có các công nghệ sạc pin như sạc pin nhanh, tiết kiệm pin. Mở khóa thì bằng quăng tay dưới màn hình các bạn. Mở khóa của con này thì cũng như con Galaxy A50 thôi. Hoặc là Xiaomi A3 thôi. Đó, các bạn phải mở, phải để vào khoảng 2 hay 3 lần gì đó nó mới nhảy, nó mới chịu mở. Mặc dù mình đã
thêm 4 hay 5 vân tay rồi đó nha. Một cái ngón tay vậy các bạn làm khoảng 4 5 cái vân tay đó, vậy thì nó sẽ dễ hơn, chứ còn một vân tay là nó khó chịu lắm, nó không có không bao giờ nó nhận được. Máy này được ra mắt vào khoảng tháng 9 2019 đó các bạn. Bây giờ dòng Samsung á, mình có một cái chia sẻ với các bạn là gì nè. Máy thì nói chung á là xài ổn ok các bạn, nhưng mà có điều sao hãng Samsung bây giờ nó rất là làm giá. Máy này mình mua cũng gần 7 triệu, nếu mà các bạn gần 7 triệu mà các bạn chuyển qua bên những cái thương hiệu như của Trung Quốc á, như Xiaomi á, thì các bạn sẽ được nhiều hơn. Còn dòng Samsung thì nó chỉ có những cái gọi là cái cấu hình tầm trung á các bạn, là các bạn chỉ xài cũng vừa đủ thôi. Chứ nó cũng không có nhiều cái điểm nhấn cho lắm. Nhưng mà có cái điều mình chưa có hài lòng về hãng Samsung á, thời gian gần đây á các bạn, là mình mua của hàng điện tử của bên Samsung là cũng rất nhiều mặt hàng nha, chẳng hạn như TV hay tủ lạnh, cái điện thoại á. Điện thoại thì hầu như là đỡ, chứ các bạn mà mua tivi tủ lạnh á, bây giờ mấy cái mặt hàng đó nó làm lỗi nhiều lắm, mình đã mua và mình đã từng đổi trả rồi. Còn điện thoại Samsung này á, mình có một cái sai lầm á các bạn, tức là mình tưởng đâu là máy Galaxy A50s này là bản nâng cấp của Galaxy A50, nhưng mà thực tế không phải nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để trên cái màn hình cho các bạn so sánh cho các bạn thấy ha, hai thông số kỹ thuật của Galaxy A50 và Galaxy A50s nha, các bạn cùng so sánh với mình nha, để xem coi hãng nó có nâng cấp hay không, hay là nó cải lùi, nó không cải tiến đâu các bạn, nó sẽ cải lùi. Đây các bạn nhìn vào cái bảng so sánh thông số kỹ thuật của hai dòng máy Galaxy A50 và 50S nha các bạn. Đây các bạn chú ý ha. Ở đây camera của dòng Galaxy A50S đó các bạn, nó có nâng cấp lên cho mình là 48 so với 25 của Galaxy A50. Còn camera trước cũng vậy các bạn, nó cũng nâng cấp lên. Nhưng mà nó sẽ lấy lại của các bạn cái gì thì các bạn từ từ các bạn kéo xuống dưới nha, để mình kéo xuống dưới. Đây mình kéo xuống dưới các bạn sẽ để ý thấy nha. Cái mặt kính cảm ứng các bạn có để ý không? Đây mặt kính cảm ứng. Một bên là mặt kính cong 2.5D, còn một bên là mặt kính cường lực Gorilla Lab 3. Đó các bạn để ý hai cái kính này nó khác nhau nha. Đây kính Gorilla Lab 3 là cái dạng kính của một hãng nổi tiếng đó các bạn, chuyên làm kính cường lực cho những dòng máy cao cấp như iPhone rồi đó. Cái kính này các bạn rớt tầm khoảng 1m, 1m rưỡi, nó không có bị bể. Cái độ cứng của nó cao hơn là cái mặt kính cong 2.5D thường trên Galaxy A50s. Các bạn mà lỡ tay rớt á là nó sẽ bị bể liền nha. Cái này rất là quan trọng, nhưng mà hãng nó chỉ nâng cấp lên cho mình camera tí xíu thôi, mà nó lấy lại cái mặt kính cường lực của mình đó. Cái này nó không có cải tiến đâu mà nó cải lùi đó các bạn, nhưng mà mình so sánh kỹ hai cái này á, vấn đề này nó cũng quan trọng lắm. Rồi kế tiếp nó sẽ lấy của các bạn thêm một cái nữa nha. Đây để mình kéo từ từ lên các bạn chú ý ha. Nó sẽ lấy của các bạn tiếp theo là một cái con chip đó, các bạn có để ý không? Bên Galaxy A50s đó, nó chỉ có 4x2GB thôi và 4x1GB. Còn bên Galaxy A50 á thì 8 nhân nó đều là 2.3GB, cho nên tốc độ chạy của nó nhanh hơn nha các bạn. Đó các bạn để ý ha. Đó, hai con chip này rõ ràng là một bên 8 con 2GB là nó dĩ nhiên nó phải chạy nhanh hơn nhiều rồi. Đó thành ra mình mới làm bản so sánh này để cho các bạn thấy rõ là cái Galaxy A50s này là cái dòng máy là nó làm ra để đánh lừa người tiêu dùng, để rút cuộc người tiêu dùng thôi. Mình xem kỹ lại thì mình mới thấy nha các bạn, chứ bình thường mình dòm sơ cái bản tính năng của nó mình không có để ý đâu. Đó là hai cái đó, hay là hai cái điều quan trọng nó lấy lại của mình. Còn mấy cái kia thì nó cũng tương đồng nhau các bạn. Ở đây nó còn cái chỗ cái hàng tính năng đặc biệt nè các bạn thấy không? Của dòng Galaxy A50 nó nhiều hơn nè. Bên đây nó có sạc pin nhanh, đèn pin, Dolby Audio, chặn cuộc gọi, rồi mặt kính 2.5D, chặn tin nhắn, màn hình luôn hiển thị AOD, trợ lý ảo Samsung, rồi nhân bản Samsung. Thì bên kia nó cắt giảm của các bạn mấy tính năng đặc biệt nhiều lắm. Đó các bạn để ý ba cái phần này nha. Ba phần quan trọng lắm đó. Máy này thì mình chốt lại với các bạn thì nó có một số cái ưu điểm như màn hình hiển thị đẹp các bạn. Màn hình hiển thị đẹp sắc nét. Chơi game thì cũng tương đối mượt. Mình thì mình ít có chơi game lắm, nhưng mà con mình nó có cài một số game như PUBG Mobile, Free Fire, World Chess rồi nè. Nói chung là nghe nó nói là xài được đó các bạn. Còn về cái điểm yếu của máy này á thì màn hình 6.4 inch này nó rất là bự nha các bạn. Để vào túi quần jean hay quần tây là rất là khó. Mình khó di chuyển lắm. Và nó có một cái điểm yếu nữa là cái dòng Samsung thì giá nó hơi cao. Những dòng điện thoại Samsung ở thời gian gần đây á là giá nó hơi cao, và cái điểm yếu cuối của nó là về cái phần mà mặt lưng kính đó các bạn. Mặt lưng kính này là kính thường nha các bạn, không phải là kính cường lực nha, các bạn xài phải kỹ. Camera thì chụp hình đẹp, mặt lưng thì bằng nhựa nha các bạn, khung bằng nhựa, tất cả bằng nhựa hết. Chụp hình của máy này tương đối đẹp và sắc nét.
Rồi trên đây thì mình có một số cái đánh giá và chia sẻ khách quan để cho các bạn nào mà có mua sau mình á, các bạn có sự lựa chọn hợp lý hơn ha. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi clip của mình nha. Mình xin kết thúc clip tại đây. Tell me pretty lies.